Hello, xin chào các bạn. Trên tay mình đây đang là một sản phẩm của Zoologist. Và với một cái màu Zui thì các bạn nhìn trông như kiểu một cái cốc nhân trần vậy. Rất là đặc. Và đương nhiên thì chai nước hoa này không có tính ứng dụng vào cái thời điểm này, mùa hè. Thực ra thì nó cũng không có tính ứng dụng vào mùa đông luôn. Và nói rộng hơn thì nó không mang cái yếu tố là có thể sử dụng được. Vì đây là một trong những sáng tạo mà khá là nặng về nghệ thuật. Và cũng là một trong những mùi hương rất khó xài, đó chính là T-Rex. Vâng, tại sao mà tôi lại làm cái video này? Chỉ đơn giản là có một ông ở trên kênh YouTube suốt ngày bình luận là làm T-Rex đi, hãy làm T-Rex ngay lập tức đi, tại sao không làm T-Rex? Tôi chờ video T-Rex lâu quá. Và cuối cùng thì tôi đã phải nhắn tin, đó là thôi tốt nhất là ông hãy đưa T-Rex cho tôi để tôi có thể làm video. Và tôi đã cầm T-Rex đến thời điểm này là khoảng tầm 1 tháng để test mùi rồi. Trước đây khi tôi ngửi T-Rex ấy, nó là một cái thời gian đâu đó khoảng tầm năm 2020-2019 rồi, khá là lâu rồi. Và tôi khá là sợ. Nhưng mà bây giờ thì tôi đã dành thời gian đủ lâu để thẩm nó, để tìm ra được những cái hình ảnh để các bạn có thể hình dung về mùi hương này. Và chung quy lại thì để làm video trả cho cái người xem ủng hộ kênh tôi rất lâu, comment trên mỗi bài viết. Nên là rất là xin cảm ơn. Full box đầy đủ. Và chúng ta hãy cùng nhau xem mùi hương này có cái đích gì nhá. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ có một chiếc hộp như thế này. Cái chiếc hộp này thì nó cũng khá cũ rồi, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy đó là hình ảnh một chú khủng long rất là lực lưỡng, mặc một bộ suit, và ở ngoài thì có thể nói là khoác thêm một chiếc, mình nghĩ là một chiếc măng tô dài với một cái chiếc nón, trông cứ như kiểu cái hình ảnh của cái nhân vật The Rock nhỉ. Mặc suit thì y hệt như thế này luôn, trông rất lực. Và đương nhiên thì mùi hương cũng của nó cũng sẽ cực kỳ lực luôn. Người đứng sau mùi hương này thì các bạn có thể nhìn thấy ở trong cái phần hộp của chai nước hoa này luôn. Đó. Ông này thì có tên là Antonio Gardoni. Và ông này thì thực ra có làm mùi, hình như là chủ một thương hiệu là thương hiệu Bourget. Tôi nhớ không nhầm, hoặc là tôi có thể tôi phát âm sai. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có khá là ít sáng tạo của ông trong cái thị trường nước hoa. Nhưng mà toàn bộ những cái thông tin về sản phẩm, perfumer cũng như là cái cảm hứng sáng tạo của mùi hương thì các bạn hoàn toàn có thể xem ở cái phần đằng sau hộp nếu như các bạn là một người mua full. Còn về cái phần thiết kế chai thì nó cũng chả khác gì cả. Vẫn là cái hình ảnh khủng long lực lưỡng mặc một bộ suit thôi. Đó, thiết kế chai thì cũng rất là quen thuộc. Không biết là thiết kế của Zoologist trong cái thời gian năm 2025 thì có thay đổi về packaging không? Vì mình có nghe nói rằng là Victor Gong có vẻ như là sắp sửa thay đổi toàn bộ packaging của thương hiệu này. Nên là các bạn cũng nếu như có ý định mua để sưu tầm, chắc chắn thì giá thành của những cái phiên bản thiết kế cũ nó sẽ lên. T-Rex này nó mình nhớ là còn có một cái phiên bản hình như là, tôi nhớ không nhầm, như màu đỏ hay là màu gì đấy, phiên bản limited. Và nó cũng đeo một cái kính nữa, trông rất là cute. Tóm lại là riêng về cái phần hình ảnh của cái con động vật làm trong này, đối với tôi thì Victor Gong rất là biết cách làm sao để nó thu hút và ấn tượng. Đặc biệt là những cái bộ âu phục rất đẹp. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần mùi hương. Mình sẽ xin phép là không xịt chai nước hoa này ra. Tại vì bây giờ là buổi sáng, tôi chuẩn bị test mấy mùi của Lit. Nên là tôi cũng sẽ không xịt con T-Rex này. Vì với tôi trong cái thời gian mà tôi cầm chai nước hoa này, tôi đã xịt quá đủ rồi. Nên là xin phép các bạn không xịt cái mùi hương này ra. Thế thì mùi hương này khi các bạn cầm hoặc là các bạn quan tâm thì các bạn sẽ hình dung như thế nào? Đầu tiên thì khi các bạn xịt T-Rex ra thì các bạn nhận thấy một cái vai mùi ngái, đắng, khói và rất tối. Cái này thì các bạn cứ hình dung đó sẽ là một cái ngày mà trời nhiều gió. Sau đó thì cái lá cây nó sẽ rụng hết xuống. Trong đó thì có cả những chiếc lá khô đã ở sẵn dưới đất rụng rồi. Và ở trên cành thì do lực gió quá mạnh, các bạn cũng sẽ thấy những cái lá xanh bị rụng xuống. Lúc này thì người ta sẽ quét nó vào và bắt đầu người ta châm lửa, người ta đốt. Cái nét đắng, cái nét xanh cùng với cả cái nét khô kết hợp cùng với lửa tạo nên một cái làn khói mang cái hơi hướng rất là thảo mộc. Thực ra cái phần top note ấy, nếu mà để cho các bạn gọi là dễ hình dung hơn nữa thì các bạn nghĩ rằng là khi mà các bạn bố hoặc là ông bà các bạn mở những cái lọ dầu mà làm bằng những cái loại cây kiểu dầu xoa bóp ấy, thì khi các bạn mở ra thì các bạn sẽ nhận thấy cái dầu xoa bóp thảo mộc
kiểu bóp chân, nhưng mà sau thì nó có xu hướng là nó bị khô hơn, lên khói rõ rệt hơn. Thì nó làm tôi nghĩ tới những cái ngày mà ở trường kiểu cấp 1 ngày xưa, hay có cô lao công, cô ấy thường xuyên đi cô ấy quét xong rồi cô đốt lửa, thì cái mùi hương này rất giống như vậy. Và theo như cảm hứng chia sẻ của cái mùi hương của T-Rex thì đây cũng là một cái mùi hương nói tới một cái khu rừng cháy, xong rồi đến cái hình ảnh đại khái liên quan đến khủng long tận thế bla blo các kiểu. Nên là riêng cái phần top note về phần mùi tôi thấy làm rất rất giống, nó như kiểu thời kỳ mà thiên thạch rơi xuống tuyệt chủng của loài khủng long vậy. Phần dry down của cái mùi hương này sau khi biến chuyển ở trên da đâu đó khoảng tầm 30 phút thì cái nét đắng của những cái lá cây xanh nó sẽ dịu xuống, nét khói nó vẫn sẽ giữ ở đấy và nó đẩy cái mùi hương, cái độ ấm cũng như là cái độ nóng của mùi hương lên cao trào. Và lúc này thì các bạn sẽ nhận thấy cái bay mùi ngọt, nó giống như kiểu một loại nhựa cây khi mà được hun nóng vậy, vừa khói và các bạn nhận thấy thêm cả nét ngọt. Ở cái mùi hương của T-Rex ấy, khi mà đâu đó khoảng tầm 2 tiếng đến 3 tiếng ở trên da mình, thậm chí rằng mình còn ngửi thấy cái mùi hơi hướng kiểu sô-cô-la, nhưng nó vẫn mix cùng với một chút cái vai của da thuộc, nó tạo nên một cái hình ảnh cảm giác như kiểu mùi của một cái miếng da bị đốt, xong rồi ở trên nó sẽ có một cái chút kiểu sô-cô-la dính ở trên, hoặc là những cái loại nhựa ngọt dính ở trên, nó hòa quyện cùng với nhau. Và cuối cùng sau khoảng tầm 5 tiếng thì cái con T-Rex này nó lên một cái bay mùi ngọt rất là dễ chịu. Phải nói rằng là nếu như kể cả bạn không phải là người dùng nước hoa quá nhiều thì khi mà dry down ở trên da thì T-Rex nó vẫn khá là dễ chịu, nó không quá ố dề như ban đầu. Nhưng cái mà mình muốn truyền tải ở đây đó là cái sự biến chuyển mùi hương từ cái mùi hương ban đầu, sau rồi chuyển thành những cái lá cây được dồn lại một chỗ và hơi lửa. Và dry down thì mùi hương lên cái bay mùi ngọt khi mà lửa nó đã xâm chiếm tất cả, nó đốt từ gỗ cho đến tất cả mọi thứ xung quanh. Thì cá nhân mình là một người đã cũng sưu tầm vài con của Zoologist, thì mình nhận ra một cái điều rằng cái nhà hương Zoologist này thì nó sẽ tái tạo lại cái hoàn cảnh sống của từng loài động vật. Nhưng mà với một cái loài khủng long, chúng ta với loài này có lẽ là không thể nào sống chung được với nhau. Và loài này thì tất cả chỉ ở trên những cái tài liệu, những cái ghi chép và những cái khảo quật còn lại thôi. Còn chúng ta thực sự là không biết là môi trường sống của những loài này như thế nào. Nên là với mình thì cái điều mà Victor Gong muốn chia sẻ ở đây chắc chắn sẽ là cái câu chuyện là ngày tận thế của loài khủng long. Vì thế thì đây là một trong những mùi hương mang cái tính sáng tạo, trừu tượng và một chút gì đó mình nghĩ rằng là làm cho người dùng cảm thấy được quay trở lại quá khứ, về lại những cái không gian mà nơi lúc cái loài khủng long sắp bị tuyệt chủng. Thì tôi nói thật là lúc mà tôi nghĩ ra cái câu văn ngôn từ nào để có thể miêu tả mùi hương này nó vô cùng khó. Và tôi phải nói rằng là tôi phải cầm con này một tháng thì tôi mới có thể nghĩ ra được nội dung để tôi làm video chia sẻ. Nên là có thể nó sẽ đúng ở trên góc độ thời điểm hiện tại của tôi, nhưng mà với những người trải nghiệm nước hoa các bạn sẽ thấy rằng là nó cũng có phần khác biệt. Thì cũng rất mong các bạn nào đã sử dụng qua con T-Rex này các bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới. Đó. Còn với mình thì thực sự T-Rex là một trong những cái mùi khá là hardcore ở phần mở đầu. Với một người chơi nước hoa cũng lâu năm, với những người mới thì thực sự là chỉ cần ngửi đầu vòi thôi, đôi khi các bạn chạy mẹ mất dép luôn. Nhưng mà nếu như các bạn đủ kiên trì thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ theo dõi và thấy được sự biến chuyển của mùi hương này rất hay ho và thú vị. Đặc biệt là phải đọc cái phần cảm hứng về phần sáng tạo mùi hương. Thì đối với tôi và kể cả tôi nghĩ là với những người sưu tầm nước hoa thì T-Rex vẫn là một trong những mùi ở trên những cái list đầu, những cái mùi khá là khó dùng. Mùi hương này nó thật là không có tính ứng dụng vào thực tế. Nếu mà để mà xài kiểu hãy cố gắng nghĩ ra một thời điểm nào xài về T-Rex thì chắc là sẽ là những cái ngày mà trời kiểu lạnh cắt da cắt thịt, một chút mưa phùn, các bạn cần một cái gì đấy để có thể ra đường đối chọi với những cái lạnh kiểu như vậy, thì đây là một trong những con như thế. Con này nó thật là tôi cũng chả biết mặc outfit như nào cả. Theo như cái chủ của mùi hương này thì tôi thấy bạn ấy cũng rất là cá tính. Tại vì hôm mà tôi nhận mùi hương này thì tôi nhận ở trong một cái nhà hàng, lúc mà bạn đến ấy thì bạn ấy đi một chiếc xe kiểu hơi phượt phượt, hình như là kiểu mấy cái kiểu xe
kiểu địa hình ấy. Xong rồi bạn mặc một cái áo ba lỗ màu vàng, xong rồi bạn xăm trổ, bạn có nghĩa là trông cái style của bạn ấy cũng rất là bụi bặm, là một người hơi kiểu phủi. Thì tôi cũng hiểu lý do tại sao mà bạn ấy mua con này và thích con này đến như vậy. Và đến ngày hôm qua khi mà video này chuẩn bị quay thì tôi cũng bảo là chắc là sang tuần tôi sẽ trả bạn ý. Thì bạn ấy cũng nói rằng ồ, hôm nay tôi vừa nhận được một cái story kỷ niệm là tôi mua con này vào mùa hè. Mình kiểu bạn mua con này vào mùa hè ấy hả? Thế xong rồi ông ấy chỉ cười bảo ừ, hôm nay đúng kỷ niệm mua T-Rex vào mùa hè luôn. Thế nên là nếu như bạn tò mò, bạn muốn biết rằng trong nước hoa họ có thể sáng tạo những gì, thì đây là một trong những con mà bạn hoàn toàn có thể thử bằng cái việc là ra quán thử, hay là các bạn mua vial về thử. Nói thật là khi mà các bạn thử như này thì mình nghĩ rằng là nó không chỉ đơn thuần là thơm nữa, mà nó sẽ là vô cùng nhiều những câu chuyện, những cái trải nghiệm đi kèm. Và chắc chắn là những lần đầu xịt T-Rex thì các bạn sẽ phải nhăn mặt. Còn về cái phần hiệu năng của em nó thì T-Rex trên da mình rất là ổn định, tỏa đâu đó khoảng tầm hơn nửa cánh tay, duy trì bền bỉ trong khoảng tầm 5 tiếng nhá, tỏa tầm gọi là hơn nửa cánh tay. Và lưu hương trên da thì cũng phải gọi là khủng khiếp. Trên da tôi thì cái việc mà T-Rex bám được 8 đến 10 tiếng là chuyện hoàn toàn bình thường. Nếu như xịt lên quần áo thì chắc chắn là các bạn nếu không giặt nhá, thứ các bạn để có khi một tuần nó cũng chả hết mùi luôn. Nhìn cái lỏa dùi của nó như thế này cơ mà. Đó. À, muốn biết khủng long, môi trường sống của khủng long ra sao thì các bạn hãy thử khám phá T-Rex. Các bản nào nó cũng thế thôi, chẳng qua là đẹp hơn về thiết kế một xíu thôi. Tôi có cu em Đức, cũng là một người đã xuất hiện trong cái số podcast số talk show nói chuyện về nhà này, thì có một điều tình cờ là em nó cũng không sở hữu T-Rex tại vì nó khá là khó xài. Đây là một trong những con gọi là khó xài nhất của Zoologist. Đó. À, hy vọng video này có thể làm thỏa mãn chủ của chai nước hoa này, để tôi lên video trả nợ cho bạn. Và nếu như các ông thấy video hay thì đừng quên việc like, share, hoặc là các bạn đã dùng qua em nó thì rất là mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận hoặc những câu chuyện đi kèm khi các bạn mặc mùi hương này. Liệu bạn có trở thành một con khủng long hay không, hay là các bạn trở thành một cái gọi là ụ lá đang chuẩn bị đốt lửa. Rất mong các bạn có thể feedback ở bên dưới. Còn bây giờ thì xin phép xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.